chào quý anh chị và các bạn, em là Tâm, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mình kết nối Apple CarPlay không dây trên Star Ranger phiên bản cao cấp nha quý anh chị. Đây, thì trước tiên mình sẽ vô phần cài đặt nha. Vô phần cài đặt. Rồi, vô phần thiết bị kết nối thiết bị. Rồi, mình sẽ vô phần thêm mới. Mình sẽ mở Bluetooth lên nha. Đây, Star Ranger. Ghép đôi. Đó. Rồi, nó màn hình nó sẽ hỏi là mình có muốn kết nối Apple CarPlay hay không, thì mình nhấn có nha quý anh chị. Đây, điện thoại nó sẽ hiện lên. Và quý anh chị nên nhớ là mình muốn sử dụng Apple CarPlay không dây thì mình phải bật Siri lên nha, thì nó mới sử dụng được, còn không thì nó sẽ không sử dụng được nha quý anh chị. Đây, mình đã có thể sử dụng được Apple CarPlay không dây trên Star Ranger phiên bản cao cấp rất là nhanh và tiện lợi. Hướng dẫn mình cách kết nối Apple CarPlay không dây trên Star Ranger phiên bản cao cấp. Thì anh chị muốn biết thêm thông tin chi tiết cũng như giá bán của chiếc Star Ranger phiên bản cao cấp này, hãy liên hệ em theo số điện thoại 0777 262 237. Em là Tâm, nhân viên tư vấn bán hàng tại showroom Hyundai miền Nam. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở những video tiếp theo.